Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đây là chương trình nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Tôi vừa bước ra từ một tấm bình phong và chắc hẳn quý khán giả rất thắc mắc là vì sao lại có sự xuất hiện của tấm bình phong này ở đây. Xin được giải thích một chút, đó là vì tôi vừa dành một chút thời gian để truy cập mạng Internet và sau một hồi chống đỡ với nhan nhản những phim ảnh, những tác phẩm, bài hát ngoại lai đan xen với những cú ra đòn tấn công xuyên tạc các giá trị văn hóa truyền thống thì tôi nghĩ là có lẽ mình cần phải có thêm một tấm bình phong như thế này mới có thể giúp ngăn chặn được sự lây nhiễm những luồng văn hóa độc hại từ nhiều nguồn ở trên mạng xã hội. Thoạt nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng mà các cuộc tấn công văn hóa hay còn gọi là xâm lăng văn hóa thì lại không phải là chuyện đùa. Đó là một cuộc xâm lăng đáng sợ hơn mọi sự xâm lăng. Nó tấn công vào cội nguồn, vào gốc gác. Mất gốc thì một dân tộc tất yếu sẽ suy vong. Và đó cũng chính là nội dung của chương trình nhận diện sự thật ngày hôm nay. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Đây là hình ảnh quảng bá cho bộ phim Uncharted, tiếng Việt là Thợ săn cổ vật. Bộ phim này mới đây đã bị cấm chiếu ở Việt Nam. Lý do, trong phim có xuất hiện hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò sai trái. Trước đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cho dừng chiếu và phạt hành chính nhà phát hành CGV 170 triệu đồng vì phát hành phim Abominable, tựa Việt Everest, người tuyết bé nhỏ. Cũng vì lý do cảnh phim chứa bản đồ có đường lưỡi bò sai trái bị cộng đồng quốc tế phản đối. Nhiều bộ phim trên ứng dụng Netflix như Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta, Pine Gap hay Madame Secretary cũng bị Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát, gỡ bỏ những thông tin sai lệch về lịch sử và chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam. Chưa hết, trên mạng xã hội không khó để tìm thấy những sản phẩm văn hóa mang dấu ấn ngoại lai, không phù hợp với các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, được lan truyền trên các kênh thông tin truyền thông đa phương tiện, ngấm ngầm làm thay đổi nhận thức, cách suy nghĩ, ứng xử của nhiều người. Có nhiều clip phản cảm, từ đó các cháu cũng là đối tượng bị cái tác động tiêu cực của các mạng xã hội. Khi mà tế bào của xã hội phóng ra mà nó dần dần nó xấu đi. Đấy. Con không theo được bố mẹ, tức là không theo được cái truyền thống, thì rõ ràng là cái xã hội của chúng ta sẽ dần dần suy thoái. Đối tượng của những sản phẩm lệch lạc xấu độc kia hướng tới là nhân dân, chưa hết là lớp trẻ đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện nhân cách, còn ít kinh nghiệm sống. Tất nhiên là người trẻ, nhất là người trẻ sẽ bị chịu ảnh hưởng của những luồng văn hóa tạm gọi là dân chủ trong hoặc kép ấy, và nó sẽ tác động tới cái suy nghĩ và không có thời gian lắng đọng để mà chắt lọc cái gì là đúng, cái gì là sai. Mưa dầm thấm lâu, một chiến thuật tâm công đánh vào lòng người là thủ đoạn, phương cách mà các đối tượng thù địch sử dụng thông qua các sản phẩm văn hóa xấu độc ngoại lai cùng những hành vi phản nhân văn, phi tiến bộ. Họ tuyên truyền các giá trị văn hóa phương Tây, đề cao chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cơ hội, hạ bệ những tác phẩm đỉnh cao chứa đựng sâu sắc tính nhân văn, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân ta, tiến tới phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa văn nghệ. Đó là mưu đồ rất thâm độc của các thế lực thù địch khi thực hiện xâm lăng văn hóa đối với nước ta. Đấy là khía cạnh lợi dụng văn hóa để tấn công, lợi dụng tâm lý xính ngoại và sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận giới trẻ mà một số đối tượng phản động hoặc là một số người ở nước ngoài vì một động cơ nào đó đã tiêm nhiễm những thứ độc hại thông qua truyền thông mạng xã hội, qua các tác phẩm văn hóa văn nghệ. Trên một bình diện khác thì các đối tượng có tư tưởng thù địch lại tấn công vào văn hóa bằng cách là ra sức xuyên tạc ý nghĩa, giá trị, mỉa mai bài xích các lễ hội truyền thống, các phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc ta. Lễ hội Tịch Điền Đội Sơn ở Hà Nam, một lễ hội văn hóa truyền thống thể hiện đặc trưng sắc thái văn hóa nông nghiệp của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ. Bám vào hình ảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau, mang tính biểu trưng của lễ hội. Các đối tượng mang tư tưởng thù địch ở hải ngoại
lại xuyên tạc, cho rằng người Việt đang kéo lùi lịch sử, rằng công nghiệp thế giới phát triển như vũ bão mà Việt Nam vẫn tôn vinh, chung thủy với hình thức sản xuất thô sơ lạc hậu thì không khá lên được. Khi được con trâu đi trước cái cày cho sau, bây giờ để chứng tỏ rằng nhà nước chế độ này yêu mến, tôn trọng cái lịch sử của cha ông để lại, là chúng ta lớn lên từ ruộng đất. Ai ơi tấc đất tấc vàng, bao nhiêu tấc đất tấc vàng bao nhiêu. Lễ hội Tịch Điền chỉ là một ví dụ, nêu một dẫn chứng như vậy để thấy rõ hơn âm mưu đằng sau những luận điệu xuyên tạc về văn hóa dân tộc nói chung, văn hóa lễ hội nói riêng, mà các thế lực thù địch đã và đang ra sức thực hiện. Lấy văn hóa làm cái cớ để xuyên tạc chính trị, bỉ bai đường lối chủ trương của Đảng, bôi đen bức tranh thượng tầng kiến trúc của đất nước. Không có cổ thì làm sao có kim? Những nền văn minh rất nổi tiếng trên thế giới, khi người ta đề cập đến, người ta vẫn nhắc đến cái xưa người ta. Cho nên cái cách nghĩ như vậy là không đúng. Nói lại chuyện đông xưa để soi sáng cho ngày nay, đó cũng là một cái truyền thống, là một thứ đạo của người Việt Nam đó. Những đạo lý hồn cốt dân tộc đó, có lẽ những đối tượng đang cố tình xuyên tạc kia cũng không thể hiểu được. Vì vốn dĩ, chính họ còn không xác định được gốc gác của mình ở đâu, thì sự trân trọng lễ hội và những giá trị truyền thống là điều gì đó quá xa vời. Còn đối với các thế hệ người dân Việt Nam, lễ hội truyền thống có vai trò đặc biệt quan trọng, là bộ phận cấu thành của văn hóa quốc gia, chứa đựng trong đó những giá trị cốt lõi của bản sắc dân tộc. Vâng, hai ví dụ trong các phóng sự vừa rồi là những minh chứng cho thấy hai phương cách rất rõ ràng của các thế lực thù địch và phản động, đó là tấn công vào văn hóa và tấn công bằng văn hóa. Để hiểu rõ hơn điều này thì chúng ta cùng nghe những lý giải của giáo sư sử học Lê Văn Lan ngay sau đây. Xâm lược bằng văn hóa đấy, có vô vàn các bằng chứng mua chuộc, dụ dỗ, rồi thì đưa những cái ảnh hưởng xấu nhưng mà lại khoác cho nó những cái áo hoa Mỹ sặc sỡ như thế để lừa Mỹ, là để thực hiện xâm lăng, là xâm lược. Còn thì cái phương diện khác ấy, là tấn công vào văn hóa. Anh dùng sức mạnh quân sự đấy, đặc biệt là đối với dân tộc này, dân tộc ta đấy, là một dân tộc kiên cường và có nhiều kinh nghiệm về kháng chiến ấy, thì bây giờ dùng quân sự chắc chắn không thành công. Thế là họ tìm một con đường khác, và nó đã phát hiện được ra cái chỗ yếu của dân tộc ta đấy, là một dân tộc mà vốn là sống bằng nền văn minh nông nghiệp, hiền lành, tử tế. Thế đấy là cái biểu hiện, cái cá tính văn hóa của cái dân tộc này đấy. Nó có mặt tốt là mở lòng, mở trái tim, mở cánh tay ra để đón nhận bạn bè và kẻ thù đấy, thì biết được cái điều đó. Cho nên dùng văn hóa để tấn công vào lĩnh vực văn hóa. Như giáo sư sử học Lê Văn Lan đã phân tích thì xâm lăng bằng văn hóa và xâm lăng vào văn hóa thì cuối cùng cũng đều nhằm mục đích là tiêm nhiễm văn hóa xấu độc, làm xói mòn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đồng thời từ lĩnh vực văn hóa thì chuyển hóa dần sang lĩnh vực chính trị, hình thành ý thức chống đối về chính trị, chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa. Một dân tộc bị nước ngoài lũng đoạn về văn hóa thì dân tộc đó sẽ mất tất cả. Ngay trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930, Đảng ta đã đề cập đến vấn đề phải phát triển văn hóa của dân tộc. Năm 1943, khi nước nhà còn chưa giành lại được độc lập, Đảng ta đã đề ra đề cương văn hóa Việt Nam, trong đó chỉ rõ mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với khẩu hiệu văn hóa hóa kháng chiến hóa văn hóa, xây dựng đời sống mới, văn hóa Việt Nam đã thực sự trở thành động lực tinh thần để huy động tất cả mọi nguồn lực cho cuộc kháng chiến, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong suốt thời kỳ đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện lời kêu gọi thiết tha sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lẽ sống thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam, là hồn cốt thiêng liêng của văn hóa Việt Nam. Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
không có gì quý hơn độc lập tự do. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, quyết định, chỉ thị rất quan trọng để tập trung xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. Bởi, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tôi nhớ trước đây có một vị tiền bối đã nói là văn hóa là nói lên bản sắc của một dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Vì bản sắc văn hóa không còn thì cái đó không nói lên dân tộc nữa. Hiện nay, sự tác động của quá trình toàn cầu hóa, cạnh tranh quốc tế và cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng sẽ diễn ra quyết liệt, phức tạp hơn, vừa đem lại những cơ hội, vừa tạo ra thách thức mới trong việc xây dựng và phát triển văn hóa. Đây là những nội dung đã được chỉ rõ tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng và Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước ta xác định, bên cạnh việc tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại, cần quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền, của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là hệ thống các lễ hội truyền thống. Đây chính là di sản văn hóa quý báu do tổ tiên cha ông ta mấy nghìn năm để lại. Mỗi người con Việt Nam đều có trách nhiệm giữ gìn, trân trọng và phát huy. Nó rất là sai lầm, bởi vì là mình nghĩ là nếu sống theo phương Tây ý, và sống tức là biết chọn lọc những cái yếu tố tốt và tiến bộ để mà sống theo, để học tập theo ý, thì như thế mới là tốt, chứ không nên là học tập một cách mình ý mình là kiểu lai căng vọng bản ý, tức là học tập mà không biết chọn lọc tiếp thu. Những cái nào mà nó không phù hợp ý, dần dần nó sẽ bị đào thải khỏi cuộc sống. Những cái gì là nghệ thuật, những cái gì vẻ đẹp, họ có thể họ tiếp nhận và tiếp nhận một cách rất là vui vẻ và rất tự nguyện. Thế nhưng khi mà họ phát hiện ra những ý đồ có chính trị xấu ảnh hưởng đến cái quan điểm, cái lối sống hoặc là ảnh hưởng đến cái đất gọi là đất nước chúng ta, thì tôi nghĩ rằng là các bạn cũng đủ cái bản lĩnh cũng như đủ cái trí tuệ và cái sự khôn khéo hoặc là cái sự thông minh để các bạn ý chối bỏ, chối từ những cái gọi là những cái giá trị văn hóa không tốt hoặc là không phù hợp với truyền thống dân tộc Việt Nam. Vâng, quay trở lại với tấm bình phong mà tôi mang đến từ đầu chương trình, thì đây cũng chính là một nét văn hóa được truyền từ thời cha ông ta để lại, với ý nghĩa là chặn lại những điều xui xẻo và nghênh đón những điều lành, giữ lại những giá trị tốt đẹp. Hình ảnh này thì mang tính biểu tượng cho một phương cách để chúng ta gìn giữ văn hóa của riêng dân tộc ta trong bối cảnh một thế giới phẳng với xu hướng gia tăng của hội nhập và giao thoa văn hóa. Các cụ ngày xưa đấy, thì là tiếp thu văn hóa bên ngoài đấy, rất nhiều, từ chữ viết đến tư tưởng, đến cả lối sống đó, đến các đạo lý. Nhưng mà bao giờ cũng kèm một cái mà tôi gọi là cái màng lọc. Ở tất cả các đình chùa, đền miếu ấy, đều có cái tấm bình phong ngăn lại những gió độc. Cái bình phong ấy kèm với đấy, những cái màng lọc, nó sẽ lọc đi những thứ mà độc địa, những cái cặn bã, và nó chỉ để cho những cái gì là tốt, là lành, là đẹp đẽ được lọt qua cái màng lọc ấy mà thấm vào cho dân tộc. Bình phong và màng lọc, đấy là cái thứ mà tổ tiên chúng ta đấy luôn sử dụng. Tôi hy vọng rằng là với cái việc mà tự nâng mình lên, cảnh giác, tự bồi dưỡng đào tạo cho mình cái ý thức, cái trí tuệ, cái hiểu biết, và đặc biệt là cái ý thức dân tộc ấy, cuối cùng thì đạt được cái mục đích là bảo vệ dân tộc, bảo vệ văn hóa dân tộc, đồng thời phát triển dân tộc và phát triển văn hóa dân tộc. Con người có cố có ông, như cây có cội, như sông có nguồn. Xin được mượn câu ca dao này để kết thúc chương trình ngày hôm nay, với mong muốn là mỗi chúng ta luôn khắc ghi trong mình ý thức về cội nguồn, về giá trị văn hóa ngàn đời của dân tộc ta. Mất đi nền tảng văn hóa là mất chủ quyền đất nước. Trước những thách thức của thời đại thì hãy tự hào là người Việt Nam, tự hào về nền văn hóa đậm đà bản sắc của cả dân tộc Việt Nam. Chương trình Nhận diện sự thật xin được dừng lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.